cái này là cái ông kỹ sư đúng không, cái ông kỹ sư là kiểu coi bản thiết kế sao, thiết kế sao tao làm vậy, đúng rồi mày. Xin chào tất cả các bạn, mình là Bố ở đây và chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ xem và chứng kiến những món đồ, những cái thứ mà được tạo ra vô dụng nhất thế giới và không hiểu tại sao nó được làm ra luôn. Ok, thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với lại những cái thứ mà được tạo ra không hiểu tại sao nó lại tạo ra. Tiên là cái bảng. Từ từ. Cái bảng này nó nói là cái bảng không dùng để làm gì cả. What the hell? Ủa vậy tạo ra làm gì? Ủa vậy người ta cấm cái bảng này ở đây để làm gì? Chỉ để thông báo là cái bảng này không dùng để làm gì cả. Ôi mày trừ tiền quá. Trời đất ơi. Ok. Ồ, cánh cửa này huyền thoại nè. Thì hồi đó mình có reaction một cái video, nhưng mà những video đó thì bây giờ nó đã trong dĩ vãng rồi. Thì không hiểu ai mà làm ra cánh cửa. The hell? Cánh cửa này có thể là để chống trộm hay là chống những ai mà đi vô, nhưng mà mà nó tạo ra một cái cách quá cờ. Cái ông tạo ra cũng kiểu ai quy gọi là tầm ngoài vũ trụ mẹ ơi. Ủa cái gì đây? Này là đôi chân mà vô dụng nhất. Ủa mình cảm thấy nó bình thường mà ta. Các bạn có thấy cái gì đặc biệt không? Ồ cái này là đôi mà gọi là đôi vớ mà có da màu da người á. Nhưng mà kiểu mang sao mà nó bó tới nỗi mà thấy được cặp mông của mình, kiểu như mình mang cái đôi tất này vô kiểu giống như là mình đang khỏa thân vậy. Trời ơi, vô dụng chưa kìa. Đây là một cái gọi là một cái hộp đựng chuối vô dụng nhất. Đúng rồi đó. Thực ra thì trái cây hay là bất kể mấy cái quả nào mà đến từ thiên nhiên tự nhiên á, nó không thể nào mà trái nào cũng giống trái nào ấy. Có trái chuối thẳng, có trái chuối cong, và thằng này nó làm cái dạng gọi là cái đồ giữ mà cái giữ trái chuối mà rồi không có cho nó bị thiêu hay gì ấy, có cái hộp đúng không? Nhưng mà lỡ mình có trái chuối thẳng vậy sao giữ được, nó vô dụng quá. Cái này kiểu mình phải ra chợ mình kiếm đúng tỷ lệ, đúng chính xác cái kiểu hả? Thôi má, thôi tôi nghĩ ăn trái cây được rồi. Rồi, cái này hình này chúng ta coi rồi nha. Tôi cảm thấy kiểu giống như là cái ông mà kỹ sư hay là cái ông thợ, ông lắp đặt á, ông bị phi hay sao á. Đáng lẽ cánh cửa nó phải phía bên toilet, cái chỗ cái bồn cầu. Còn bên đây thì chúng ta không có cửa cũng không sao. Mà kiểu đang ngồi ở kia, có một thằng đạp cửa, bầm, xòm, bó đi đó. Rồi nó nhìn mình, rồi thằng em mình cũng nhìn nó kiểu nó ác quật á anh em. Ok. Đây là cái đồ mà để cầm gọi là nó giữ cho giữ an toàn. Khi mà xuống cầu thang mà mình cảm thấy là nó quá ngắn đi ha. Làm vậy cầm vậy chắc là người ta chỉ cần mà xuống một bậc thang thôi, còn những bậc thang còn lại là người ta lăn hay là người ta trượt xuống á. Ừ đúng rồi. Hờ đất ơi. Cái gì vậy? Hay là thiếu kinh phí hay là bị Photoshop qua rồi? Làm ơn đừng giảm vào cỏ. Vậy thì để mấy băng ghế làm gì? Đất ơi. Đây là cái đường trượt mà vô dụng nhất. Mà cái đường trượt này kiểu từ, các bạn biết cái cảm giác mà từ tự nhiên nhà mình bất đắc dĩ có một cái cầu tuột cho tụi nhỏ chơi, nhưng mà cái này nó hơi nguy hiểm nha mọi người. Cái gara mình đựng xe đó không, chứa xe xong rồi xe đi ra nó bình thường, nhưng mà có tụi nhỏ đôi khi nó chơi với cái bán trượt và hay là cái gì đó để nó trượt xuống. Nhưng mà khi mà xuống tới dưới nó hơi bị nguy hiểm mà nha, đúng không? Nó trượt cái là tàu xe đi ngang qua cái đầm cái là thôi. Có mấy anh da đen đứng kia nắp. Đây là trái dưa hấu mà cảm thấy gọi là ăn vô thì kiểu cay trong lòng á. Ủa đây là hình như là những cái video cũ rồi, nhưng mà không sao, chúng ta coi lại lâu lâu coi nó kiểu gì nó tạo ra để làm gì. Rồi cái hành lang này, cái ban công này tạo ra để làm gì? Căn nhà này có người có năng lực đi xuyên tường hay sao mà giờ chỉ là chỉ tạo bức tường này cho nó đi cho nó làm vậy trời. Có chịu, mày dư tiền. Cánh cổng này dùng để gọi là gì ta? Rất là hay. Cách thiết kế rất là tuyệt vời, kiểu như là xây căn nhà xong, xây cánh cửa xong, không có tiền không có tiền để xây thêm hàng rào vô anh em à. Tôi thách bạn tìm ra được cái sự gọi là vô dụng trong đôi giày này.
trong chiếc giày này, tôi cảm thấy cái điều đầu tiên vô dụng nhất là cái đôi giày này. Cái giá là 69 đô là tôi không dám mua rồi đó. Nó vô dụng là cái đầu tiên. Cái hai là kiểu mang vô kiểu mấy cái phần trên của cái chân mình, cái phần phần trên á, kiểu nó hơi thoáng nha. Giày kỳ vậy. Ồ, nó siết cái chân mình lại. Cái này mang sành điệu thôi. Ok. Tôi nhận được một món đồ vô dụng nhất ở gì ta, ở một cái giải đánh roll ngày hôm qua. Chắc là anh ta thắng cái trận mà đánh roll á, tặng cho mình cái quả này để làm gì? Rồi cái quả này trong tương lai mình cũng cầm rồi mình đập nó đi rồi nó cũng bay mất. Mà tặng gì thà tặng huy chương, tặng cúp ông nói, tặng cái này làm gì ông nội? Cái này là cái ông kỹ sư, đúng không? Cái ông kỹ sư là kiểu coi bản thiết kế sao. Cái sao tao làm vậy đúng rồi mày, nó không nhìn 2D vô kìa, nó là vậy thì mình làm vậy. Đây là một cái cọng cáp mà một cái đầu là USB, còn cái đầu kia là cũng là đầu USB nhưng mà đầu cắm một đầu ấy. Thì mình cảm thấy cái dây này nó rất là bình thường, nó vẫn hữu dụng nha mọi người. Đối với mình nó vẫn hữu dụng nha. Ví dụ đi, sao mình cảm thấy bắt đầu mình lại cảm thấy nó vô dụng nha. Nó vừa ngắn mà kiểu nó không cần thiết nữa mấy bạn. Tức thật nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với vậy. Đây là một con thú cưng được làm bằng đá. Nói vậy chứ các bạn cảm thấy đây là vô lý. Nhưng những người bên Nhật còn đỉnh hơn nữa. Những người bên Nhật là nuôi bắp cải nè, rồi nuôi cái con này củ sâm nè. Nói chung là rất là gọi là gì ta, cái tư duy của người Nhật kiểu nó đi tới tầm vũ trụ nào đó rồi, một cái gọi là một cái hành tinh nào đó rồi. Đây là chỗ ngồi trên một cái xe bus. Cái ghế bên đây thì tôi không nói nha, ghế bên đây vẫn ok, vẫn ổn nha, nhưng mà bên đây kiểu what? Mày bị chết à? Kiểu để hai chân lên ngồi giống vậy hả mọi người? Ngồi giống vậy hả? Có cảm thấy khó khăn quá không? Thà tao đứng mẹ cho rồi đi, trời đất ơi. Ok. Tiếp theo, lại thêm một kỹ sư nào đó làm những cái ban công theo dạng như là dùng để dành cho ăn trộm leo lên thôi. Ừ, để người ta kiểu trộm nhảy lên nhảy xuống để không có bị bắt á. Ừ. Kiểu gì? Ờ, cái này tôi nghĩ là tôi phải cho qua thôi chứ cái gọi là cái sự thiết kế, cái sự lắp đặt nó mang tới tầm vũ trụ nào đó nữa rồi. Lại bắt đầu có một cái hàng ghế, nhưng mà người đi đường muốn ngồi thì phải leo qua hàng rào. Không, tôi nghĩ cái này là nó gọi là gì ta, chỉ do bức ảnh này nên là gây hiểu nhầm thôi. Có thể đây là một cái sân banh nào đó và người ta ngồi vậy thì không muốn là cái banh bay vô mình thì sẽ có cái hàng rào này. Nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy thì cái cách thiết kế và cái cách lắp đặt này, cái cách xây dựng này nó cũng vẫn là hợp lý nha. Còn cái này thì nếu mà dành cho người đi đường thì gọi ai làm qua nó quá ngu đần đi, trời đất ơi là trời. Ha, đất ơi. Bố tôi đã tìm được một cái bản vô dụng nhất từ trước tới giờ. Các bạn hãy đi thẳng sẽ tới một cái địa điểm A. Ví dụ thôi nha, tại vì cái tên này nó dài quá. Đi thẳng tới địa điểm A. Mà mày đi bên trái mày cũng tới địa điểm A, mà mày đi bên phải mày cũng đi tới địa điểm A. Vậy cái địa điểm A đó là cái gì vậy? Là cái đất nước đó rồi hả? Mày đi bên đây cũng là Việt Nam nè, mày đi trước, mày đi tiến tới 10 bước cũng là Việt Nam nè. Mày đi qua phải tầm 20 bước cũng là Việt Nam, kêu vậy. Thôi phát. Địa điểm chỉ có một thôi, một hướng thôi ông nội, làm sao chia được ba, trừ khi nó có ba chi nhánh thôi nha mọi người. Nhưng mà cái bản này nó vô dụng cực kỳ. Đấy, nó cũng không để bao nhiêu mét cái kiểu. Khi mà các bạn đi vô chung cư đầu này nọ, các bạn gõ cửa nhà người ta thì sẽ có cái gì, có cái lỗ để nhìn ra. Ồ, ai khách tới nhà hả? Nhưng mà tại sao mày lại để cửa kính thà, mày không nhìn qua cửa kính cho rồi đi. Man Bro. Hold up. Please. Ok, đây là cánh cửa, gọi là gì ta, cánh cửa của Doraemon. Thật ra chúng ta không thể nói được, tại vì chúng ta không phải là những cư dân người ở đó. Cánh cửa này tạo ra không phải dành cho người đi bộ vô hay là đi ra đi vào. Mình không hiểu cái này lắm. À, rồi hiểu rồi. Các bạn thấy cái này không? Cái này là dùng để lau kính đúng không? Thì nếu mà cái này là cái kính thì chúng ta không có gì phải cãi cả. Nhưng mà đây là cái gọi là cái phần mà cửa. Thì Bruh. Trời. Bruh.
đó, hãy cứu gọi linh hồn tôi. Các bạn coi hình đó các bạn cũng tự hiểu rồi đúng không? Không cần mình nói nhiều. Oh my god. Ok, đây là cái đồ dụng cụ dùng để tạo ra một viên một viên tuyết để chọi ngày Giáng sinh hay là ngày gì đó có tuyết rơi. Tại sao mày không lấy tay múc một cái mà chậm lại răng really, để sử dụng bấm vài cục, kiểu mình làm cả ba cục thì nhìn qua bên kia nó cầm 20 cục chọi thẳng mặt mình rồi. Làm cái gì mà tiện lợi mà nhanh giùm tôi cái. Ờ, đây là loại nước suối gọi là gì ta, diet có nghĩa là giảm cân, gọi là gì ta, healthy. Trời ơi, vậy luôn hả trời. Không có quá nhiều calorie, thực ra uống nước nó cũng không có nhiều calorie đâu trời đất ơi, đừng có khắc khe với bản thân quá. Nước suối nó không có nhiều calorie đâu, nước suối nó rất là tốt cho sức khỏe. Nói chung là nước, cơ thể của chúng ta cần nước, mặc dù là cái gì ta, nó có calorie nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì đâu. Nó có tạo ra dùng cho người giảm cân thôi thì chịu. À, cánh cửa này đang rất là vô dụng. Look at this dude. Wait till you see the. Okay. No. Có nhiều thứ nữa, tạo ra dùng để. Trời ơi. Chỗ lên xuống mà nó để kìa trời. Cái gào trắng quá. Đây là gì đây? Tôi cho bạn cái gọi là cái hòm đồ mà gọi là vô dụng nhất. À, cái hòm chứa đồ cũng mình cũng thấy bình thường mà chắc là do cái thiết kế, mà để mình coi kỹ lại nha. Mở ra, xong rồi kéo cái hộp kia ra. Mình cũng thấy bình thường mà ta. Có vấn đề gì hỉ? Cũng thấy bình thường, không vấn đề gì cả. Chắc là cao quá thôi. Đây là cái cách. Đây là cái cách mà gọi là hồi phục một cái phần mà một cái phần bị thiệt hại trong chiếc xe. Mình chỉ cần lấy tờ giấy rồi vẽ cái cương cái đèn xe lên là được. Okay. Cái này để hình tròn vui thì được chứ. Tôi nghĩ tôi không nức nổi. Đây là cái đường dành cho người đi xe đạp. Chúng ta sẽ đi xe đạp như thế này đây. Ví dụ các bạn để ý con chuột của mình là người đi xe đạp, các bạn sẽ đi đó, cái đường này dành cho người đi xe đạp, là chúng ta sẽ tông gãy cái hàng rào này và chúng ta tiếp tục đi. Đi như thế mới gọi là đúng luật. Ok. Oh my god. Ai lại thiết kế mang cái tầm vũ trụ nữa vậy? Rồi sao mở? Rồi sao mở cửa? Hả? Đây là cái phòng tắm mà tôi cảm thấy là nó rất là kín đáo và không có bị gọi là không có bị soi mói gì cả. Đúng rồi, cái phòng tắm nó hợp lý đấy, chắc là tắm cho ngựa thôi chứ tắm cho người không được. Ok, có không biết là cái hình này có Photoshop hay không mà tại sao cái dư này nó lại bị cắt một nửa mọi người ạ? Tôi nghĩ là do một cái thế lực nào đó nó vẫn làm cái tay dư hoạt động được. Ok. Cái này kiểu giống như là nó làm ra để gọi là chọc quê những người đi xe lăn hay sao ấy. Rồi người ta sao lên? Mày để nguyên cái hàng này, để nguyên cái bục này cao như vậy, người ta sao lên? Người ta vừa lên vừa bánh này vừa lên cái bánh kia nó té cái đằng sau liền. Này racist, này phân biệt. Cái này là gọi là gì? Khi nào có khi nào có lửa, có hỏa hoạn thì chúng ta sẽ sử dụng cái hộp này để gọi là phòng cháy chữa cháy hay là cái gì đó. Oh my god, sáng tạo quá. Để cái căn nhà, cái tòa nhà này nó cháy hết mới bắt đầu mở được và sử dụng nó để ấy. Tôi không biết là có Photoshop hay không nhưng mà nó thực sự vô dụng các bạn ạ. Ok, cái sản phẩm này được dùng để chứa đậu, làm ra để chứa những hạt đậu là cái nào? Lại thêm một len dành cho người đi xe đạp nữa. Ok, thường là mấy cái cây này dùng để chắn những cái xe mà gọi là chưa được cho phép đi qua đi lại, nhưng mà không biết giải thích sao luôn mọi người. Tôi muốn được giải thích. Tôi nghĩ là cánh cửa này là bên trong là cái nhà kho, chúng ta chỉ ném đồ vô, các bạn hãy tin như vậy, đừng có gọi là gì ta, đừng có thất vọng nữa mọi người ạ. Chúng ta đã quá đủ thất vọng về những cái gọi là những cái sáng kiến, những cái sáng chế nó vô dụng quá rồi. Ok, đây là một cái bãi đậu xe ngu đần nhất. Rồi cũng cảm thấy là ngu đần nhất. Tại vì sao? Ở đây là phía nhà và tất nhiên là không có xe nào mà chạy từ hướng cái nhà lên đây để đậu cả. Và đây là mấy cái bậc để gọi là không cho xe ra vào. Ủa vậy xe nó vào bằng đường nào?
nó bay xuống hả? Bay, đang đi xong bay lên xong bay xuống. Uầy, nó lại những cái thiết kế vi diệu quá, vi diệu quá. Ok, chúng ta còn gì nữa không? À, cái này thì nó rất là đặc biệt đó, chúng ta không nói đến nữa, không thể nói nữa. Và cuối cùng là đây là một cái đồ dùng để đo được cái gì ta? Phát minh vô dụng nhất từ trước tới giờ. Ok, chúng ta không cần chạm vào con cái gì ta, con mèo của chúng ta nữa. Bây giờ đã có máy để chạm vào con mèo. Ủa vậy mình nuôi mèo chi vậy? À, chúng ta nuôi mèo là chúng ta có thể được sờ, được chơi với nó, được ấy này, về để cỗ máy chơi thàm. Nó kêu một cỗ máy nào đó nuôi mèo đi, mình nuôi chứ. Trời đất ơi, quá bận rộn để nuôi động vật thì nuôi làm gì? Ok, cho qua. Này, mấy cái này chúng ta coi quá nhiều rồi. The most epic YouTube video ever. Ồ, cái này ở Việt Nam vẫn có bán nha mọi người. Thật ra thì mình thấy mấy cái này vẫn hay. Tại vì sao? Ở những mấy cái nhà sách ở Việt Nam á, nó có bán những cái gọi là những video đạt được view cao ở trong YouTube. Đấy, nó sẽ cho những cái view, những cái video của những cái YouTuber lớn. Sau đó là hả, có những cái gọi là nội dung khá là hay. Ừ. Thực ra mình cái đó chỉ là để tham khảo thôi. Khá là được. Đấy, như là kỷ lục Guinness thế giới, cái kiểu Meatball. Đây là một cái cục, gọi là đây là một cái sản phẩm mà một cái loại đồ ăn dành cho người ăn chay, nhưng mà nó có thịt ở trong. Ok. Thôi, video của chúng ta chắc là tới đây là kết thúc rồi mọi người à. Coi nhiều quá kiểu bị tăng xong á mọi người. Ok, 640 đô hả? Mấy kệ để đựng trứng nè. Ok. Và bây giờ chúng cuối cùng, warning, battery has been removed. Hãy lưu ý, chúng ta không được đặt pin vào chỗ này. Vậy đặt ở đâu anh? Đặt pin ở đâu? Ok, cái này là vô dụng nhất rồi đó. Tôi thấy là cái này nó rất là vô dụng. Kiểu một người đi ỉ thì năm người vô gửi tay nhìn nhau. Uầy, một ánh mắt thôi, một ánh mắt thôi là nhớ nhau hết cả đời luôn. Được nha. Ok, vậy thì video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Và thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, peace.